Vâng, xin chào tất cả anh chị. Hôm nay Khánh và các anh chị cùng trao đổi về một vấn đề rất là hot trong những ngày gần đây. Đó là ngày hôm qua, ngày 27 tháng 10, các trang báo điện tử uy tín tại Việt Nam đã đưa ra những cái bài báo liên quan về việc giảm 50% thuế trước bạ cho các dòng xe ô tô lắp ráp trong nước. Thì thực hư việc này như thế nào? Các anh chị cùng Khánh trong video này sẽ trao đổi về cái vấn đề giảm 50% thuế trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước, ảnh hưởng đến cái giá lăn bánh xe như thế nào, và các anh chị cần phải đưa ra những quyết định sao cho cực kỳ thông minh để cho cái việc mua xe của mình có cái giá ưu đãi nhất cho các anh chị. Thì cái việc giảm thuế trước bạ cũng đã diễn ra vào năm 2020 vào tháng 6, hỗ trợ 50% thuế trước bạ. Thì Khánh có một ít cái kinh nghiệm để chia sẻ cho các anh chị về cái việc giảm 50% thuế trước bạ này sẽ ảnh hưởng như thế nào, những khách hàng nào hay các anh chị cần phải mua ra sao thì sẽ được hưởng những cái chương trình tốt nhất. Rồi, thì Khánh xin phép giới thiệu, hiện tại Khánh là tư vấn bán hàng của nhà phân phối Mitsubishi Phương Nguyên. Nếu các anh chị nào cần tư vấn các dòng sản phẩm của Mitsubishi thì hãy xin liên hệ vào số hotline bên dưới để gặp Khánh ha. Địa chỉ của đại lý Khánh là 63A Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khánh bán xe ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ở miền Nam. Đến với nội dung chính của video ngày hôm nay, đó là giảm 50% thuế trước bạ sẽ ảnh hưởng đến cái giá xe lăn bánh như thế nào. Thì Khánh xin phép tóm tắt lại cái nội dung rất là nhiều trang báo uy tín của Việt Nam ha đã đăng lên. Thì Khánh sẽ xin phép là đưa cái đường link ở phía dưới phần mô tả. Nếu các anh chị cần đọc chi tiết thì các anh chị ấn vào cái phần nội dung và Khánh sẽ để đường link cho các anh chị đọc. Thì Khánh ở đây chỉ tóm tắt những cái nội dung chính cho các anh chị thôi, để nếu các anh chị có nhu cầu mua xe thật sự trong cái giai đoạn này sẽ nắm bắt được cái tình hình cũng như là một số mẹo để mua xe có giá tốt nhất. Đầu tiên đó là cái thông tin về giảm thuế trước bạ. Thì trong cái nội dung mà những cái bài báo đưa ra thì Bộ Tài chính đã kiến nghị và có văn bản cụ thể đã trình lên và đợi duyệt, là tức là cái ngày mà duyệt ở đây á, thì tầm khoảng là ngày 15 tháng 1 sẽ được duyệt là 50% thuế trước bạ sẽ giảm cho các anh chị. Tuy nhiên nếu mà để thực thi á, các cái thủ tục liên quan ha, thì tầm khoảng là ngày 1 tháng 12 mới được áp dụng. Và áp dụng ở đây sẽ là áp dụng cho các anh chị là được 6 tháng, tức là ngày 1 tháng 12 áp dụng và hết áp dụng vào cuối tháng 5, tức là ngày 1 tháng 6 sẽ hết áp dụng. Đó là những cái nội dung chính. Vậy một câu hỏi mà khách hàng mua xe trong giai đoạn này sẽ hỏi rất nhiều, đó là sau khi nhà nước giảm 50% thuế trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước thì những cái dòng xe này tổng giá lăn bánh có được giảm đúng 50% như nhà nước giảm cho các chị hay không? Thì Khánh xin phép trước khi trả lời cái câu hỏi đó thì Khánh chia sẻ cái câu chuyện năm 2020. Đó là tháng 6 năm 2020 thì nhà nước Việt Nam mình cũng có một chính sách tương tự, đó là giảm 50% thuế trước bạ cho tất cả các dòng xe lắp ráp trong nước. Giảm 50% thuế trước bạ thì sẽ ảnh hưởng cái giá lăn bánh như thế nào? Khánh xin phép chia sẻ sơ về tổng cái chi phí mà các anh chị cần lăn bánh một chiếc ô tô, bao gồm thứ nhất là giá xe, thứ hai là lệ phí trước bạ, thứ ba là lệ phí biển số, thứ tư là phí đăng kiểm, thứ năm là bảo hiểm trách nhiệm dân sự, thứ sáu là các chi phí ví dụ đăng ký đăng kiểm và những cái chi phí không bắt buộc như là bảo hiểm thân xe và phụ kiện. Thì cái đó là những cái chi phí các anh chị có thể thêm hoặc là không cần mua. Thì cái phí mà cao nhất ở đây chính là cái lệ phí trước bạ 10%. Nếu bây giờ Khánh giả dụ một chiếc xe mà là 1 tỷ đồng, các anh chị cần phải đóng lệ phí trước bạ cho xe mới là 10%, tức là 100 triệu để lăn bánh chiếc xe này. Thì bây giờ nếu chính sách này được áp dụng thì các anh chị chỉ cần phải đóng là 50 triệu thôi. Khánh ví dụ cụ thể như thế cho các anh chị dễ hình dung. Tức các anh chị mua xe lắp ráp trong nước, các anh chị giá xe 1 tỷ, các anh chị sẽ tiết kiệm được 50 triệu cho cái việc là lăn bánh xe. Tuy nhiên đó là bài toán về lý thuyết thôi các anh chị. Còn thực tế các anh chị mua xe á, Khánh chia sẻ năm 2020 á, thì Khánh cũng bán những cái dòng xe lắp ráp trong nước khá là nhiều. Và cái thị trường chung là như thế này anh chị. Theo nguyên tắc cung cầu nha các anh chị. Ở đây thì nói ra thì nó cũng hơi sẽ có hai luồng ý kiến. Một cái là ủng hộ, một cái là bất bình. Nhưng mà Khánh cũng sẽ nói ra để cho các anh chị dễ hình dung. Đó là khi mà cái quy luật cung cầu á, cái lượng ô tô mà tồn kho hoặc là nhập về á, thì thường nó sẽ không có tăng đột biến. Thì thường á, thì cái số lượng nó sẽ khá là cụ thể. Giảm 50% thuế trước bạ hoặc là cái xe đó quá hot hoặc là cái giá quá đẹp chẳng hạn, thì cái dòng xe đó sẽ ít giảm đi, ít giảm lại. Thì ở đây Khánh xin phép là nói cụ thể như sau. Ví dụ như hiện tại nhà nước chưa áp dụng 50% thuế trước bạ thì các dòng xe cũng như là hãng đang khuyến mãi cho các anh chị rất tốt,
hiện tại như là tháng 10 năm 2021, hiện tại hầu như tất cả những dòng xe của Mitsubishi lắp ráp hay là nhập khẩu đều hỗ trợ cho các anh chị là 50% thuế trước bạ, để cho cái giá xe tổng lăn bánh các anh chị nó sẽ có một cái điểm giao thoa với tổng cái lượng cầu ở ngoài thị trường. Thì cái số lượng xe của cái hãng Mitsubishi sẽ liên tục được bán ra một cách dễ dàng. Như đại lý của Khánh là Mitsubishi Phương Nguyên, lượng tồn kho của Khánh liên tục được đẩy ra một cách trơn tru. Ví dụ như xe tháng này về thì tháng sau là đã được ra biển số và giao xe cho khách hàng. Thì vì thế nếu mà nhà nước có giảm cho anh chị 50% thuế trước bạ đó, thì hiện tại Mitsubishi của Khánh chỉ có dòng xe là Outlander là lắp ráp trong nước. Ngoài ra thì có một số ít, đó là Xpander số tự động cũng có lắp ráp trong nước, tuy nhiên số lượng không có nhiều. Thì nói chung là hãng Mitsubishi của Khánh cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều về cái việc 50% thuế trước bạ. Tuy nhiên nếu các anh chị nào đang có nhu cầu mua những cái dòng sản phẩm lắp ráp trong nước, hoặc là đang có nhu cầu tìm xe 7 chỗ như Outlander hoặc là Xpander như hồi nãy Khánh nói, thì các anh chị hãy cố gắng xem hết video này để các anh chị có một cái bài toán về mua xe nó phù hợp hơn và lãnh toàn bộ cái chương trình khuyến mãi của đại lý cũng như là của nhà nước. Thì như hồi nãy Khánh nói, nếu chính sách này sẽ được thực thi thì phải đến ngày 1 tháng 12, tức là một tháng nữa, bây giờ là đã cuối tháng 10 rồi các anh chị, thì khả năng Khánh suy đoán ha, bắt đầu tháng 11 sẽ có một số điều chỉnh về khuyến mãi của các hãng cho những dòng xe lắp ráp trong nước. Nếu các anh chị mua thời điểm hiện tại đã đặt cọc rồi nhưng mà chưa ra biển số, chưa đóng thuế, thì các anh chị hãy cố gắng thuyết phục đại lý là sẽ cho một cái phương án, ví dụ như là các anh chị sẽ mua tiền thẳng, mua trả thẳng, thì các anh chị đóng 100% và giữ xác xe ở đó, đợi cái chương trình hỗ trợ thuế trước bạ được ban hành thì các anh chị đem bộ hồ sơ các anh chị đóng thuế và ra biển số. Thì các anh chị cần phải đợi tầm khoảng một tháng nữa thì mà các anh chị mới có xe để đi. Cái này cũng sẽ hơi bất tiện cho các anh chị, đó là cái nhu cầu của mình, ví dụ như là đã chín mùi rồi nhưng mà phải đợi tới một tháng nữa thì mới nhận xe. Tuy nhiên cái chi phí mà giảm 50% thuế trước bạ đó nó khá là cao. Khánh ví dụ như chiếc Outlander bản tiêu chuẩn đi chẳng hạn, thì các anh chị đã tiết kiệm hơn 40 triệu rồi. Nên đây cũng là một cái bài toán để các anh chị cân nhắc. Còn nếu các anh chị nào có nhu cầu là mua xe về cuối năm thì sẽ có hai sự lựa chọn cho các anh chị. Lựa chọn thứ nhất đó là các anh chị cứ đợi tới cái thời điểm mà chín mùi mình mua xe thì vẫn được hưởng chương trình khuyến mãi của nhà máy, cũng như là cái chương trình khuyến mãi 50% thuế trước bạ của nhà nước. Tuy nhiên cái khuyến mãi vào cái thời điểm này so với cái thời điểm mà đã áp dụng cái 50% thuế trước bạ của nhà nước sẽ thấp hơn nha các anh chị, chắc chắn là sẽ thấp hơn, cái này Khánh bảo đảm 100% luôn. Tuy nhiên nếu mà các anh chị thấy cái số tiền mà trên lệch á, Khánh đón tầm khoảng, ví dụ chương trình hiện tại đang hỗ trợ cho các anh chị là 40 triệu thế hỗ trợ cho chiếc Outlander là 40 triệu thuế trước bạ của hãng nha, thì vào cái thời điểm đó nó sẽ giảm xuống còn từ 10 đến 20 triệu thôi. Thì ở đây các anh chị sẽ mất tầm khoảng là 25 đến 30 triệu. Thì nếu các anh chị thấy cái con số 25 đến 30 triệu đủ hấp dẫn với các anh chị thì các anh chị hãy liên hệ với Khánh hoặc là các cái đại lý mà các anh chị muốn mua xe trong thời điểm này, thì các anh chị hãy đặt cọc và yêu cầu là xuất hóa đơn cho các anh chị trước để giữ chương trình khuyến mãi. Và sau khi mà cái nhà nước hỗ trợ cho các anh chị 50% thuế trước bạ rồi thì chúng ta sẽ cầm cái bộ hồ sơ đó để đi bấm số, thì các anh chị sẽ có một cái khoản lời trong cái giai đoạn đầu tư sớm, đặt cọc sớm các anh chị, thì tầm khoảng 25 đến 30 triệu cho cái dòng xe Outlander, tầm giá là tầm khoảng hơn 800 triệu. Về cái thông tin thì nó cập nhật quá nhanh nên là cái nội dung video Khánh có thể là chưa có chăm chút cho các anh chị. Nếu các anh chị thấy cái video này á, phần nội dung hoặc là cách trình bày của Khánh nó chưa đủ thuyết phục á, nó chưa đủ hay á, thì các anh chị hãy bình luận ở phía dưới giúp Khánh. Ở đây thì Khánh mong muốn đưa ra những cái thông tin nhanh nhất cho các anh chị, nên là cái thông tin này nó ảnh hưởng tới việc mua xe các anh chị rất là nhiều, nên Khánh ra cái video luôn cho các anh chị luôn ha. Rồi nếu các anh chị thấy video này hay, có giá trị với mình thì hãy cho Khánh một lượt like, một lượt share và đăng ký kênh của Khánh để nhận được những video mới nhất. Khánh sẽ cập nhật về cái tình hình giá xe cũng như là các chương trình hỗ trợ của hãng Mitsubishi liên tục cho các anh chị. Thì các anh chị đừng quên ha, vào ngày 5 hàng tháng
Khánh sẽ báo giá lăn bánh tất cả dòng xe của Mitsubishi. Nếu các anh chị có nhu cầu mua xe thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những cái chương trình cũng như là giá cả. Rồi, Khánh xin phép cảm ơn các anh chị đã xem hết video của Khánh. Cảm ơn ha. Nhớ đăng ký kênh nha các anh chị.